Chương 29 Dòng Nguyệt Quế đã mất Nói Trời ơi cái quỷ gì Làm sao mà nhưng Nevin đã nhìn thấy Ron với Hermione và nó hét lên sung sướng ôm chầm lấy tụi kia. Harry càng nhìn lâu Nevin, càng thấy nó thê thảm. Một con mắt Nevin đã sưng phụ thâm tím và vàng ệt. Có những dấu dùi đục trên gương mặt nó và cái tổng thể nhết nhác điêu tàn của Nevin cho thấy lâu nay nó sống khá gây go. Tuy nhiên, bộ mặt te tua của Nevin sáng bừng niềm vui khi nó buông Hermione ra và lặp lại. Mình biết mấy bồ sẽ đến mà. Cứ nói hoài với Simus là sớm hay muộn mà thôi. Nevin à, chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy? Chuyện gì? Cái này hả? Nevin lắc đầu coi thường những thương tích của nó cái này thì nhầm nhò gì? Seamus còn tệ hơn nữa. Rồi bồ sẽ thấy. Vậy tụi mình đi nha. À. Nó quay qua nói với cụ Aberford. Cụ Ab. Có thể có hai người nữa đang trên đường tới đó. Trời, hai người nữa hả? Cụ Aberforth lặp lại với vẻ ngào ngán. Mày nói hai người nữa là sao hả Long Bottom? có lệnh giới nghiêm và bùa mèo ngao ếm khắp làng rồi mà. Con biết, vì vậy mà họ sẽ độn thổ vô thẳng quán rượu luôn. Nevin nói, Cụ cứ việc cho họ xuống hành lang khi họ tới, nha cụ. Cảm ơn cụ nhiều lắm. Nevin đưa tay ra cho Hermione và giúp cô bé trèo lên bể lò sưởi để chui vào đường hầm. Ron theo sau, kế đến là Nevin. Harry nói với cụ Aberf, con không biết phải cảm ơn cụ như thế nào cho phải. Cụ đã cứu mạng tụi con tới hai lần. Vậy trong trận tụi nó đây. Cụ Aberforth nói cộc lốc. Tao có thể không cứu được tụi nó lần thứ ba đâu. Harry trèo lên bể lò sưởi và chui qua cái lỗ đằng sau chân dung Ariana. Bên kia cái lỗ có thêm nhiều bậc thang bằng đá vẳng phiêu. Có vẻ như hành lang từng tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Trên tường treo những ngọn đèn bằng đồng và nền đất mòn và nhẵn. Khi tụi nó bước đi, bóng tụi nó chập chờn tỏa lên tường như nan quạt xòe ra. Cái này ở đây bao lâu rồi? Ron hỏi ngay khi tụi nó bắt đầu đi. Hành lang này đâu có trong bản đồ đạo tặc đâu hả, Harry? Mình tưởng chỉ có bảy cái hành lang ra vào trường thôi chứ. Chúng đã niêm phong tất cả những hành lang đó trước khi niên học bắt đầu. Nevin nói. Bây giờ thì đừng hồng đi qua bất cứ đường nào trong những đường đó. Đừng hồng với cả đống bồ chú lời nguyền ếm ở các lối vào. Rồi bọn tử thần thực tử với bọn giám ngục chậu chật ở các lối ra. Nó chuyển sang đi thụt lùi, cười toe toét, mắt nhìn tụi kia ngây ngất. Đừng có bận tâm mấy chuyện đó. Đúng không? Có đúng là bồ nhập vô Ringot không vậy? Có đúng là bồ cởi rồng thoát ra không vậy? Chuyện đó lan khắp mọi nơi luôn. Mọi người đang nói về chuyện đó. Terry Booth bị lão Caro đánh té tua vì hát toán chuyện đó lên trong đại sảnh đường vào bữa ăn tối. Ừ, đúng, Harry nói. Nevien sung sướng cười vang. Trời rồi bồ làm gì với con rồng? Thì thả nó về nơi quan giả thôi, Ron nói. Ở Miami thì chỉ mong giữ nó để nuôi chơi. Đừng xạo nha, Ron. Nhưng mà mấy bồ đã làm gì? Người ta cứ nói là bồ đang chạy trốn. Harry à, nhưng mình không nghĩ như vậy. Mình nghĩ bồ đang làm chuyện gì đó. Bồ nói đúng. Harry nói. Nhưng nói cho tụi này biết về trường Hogwarts đi, Nevin Tụi này chưa nghe chuyện gì hết. Ờ, trường dạo này... Thực sự chẳng giống trường Hogwarts nữa. Nevin nói. Nụ cười héo đi trên gương mặt. Mấy bồ có biết gì về anh em lão Caro không? Hai tên tử thần thực tử dạy ở trường đó hả? Họ không chỉ dạy mà thôi. Nevin nói. Họ còn trông coi kỷ luật. Khoái trừng phạt lắm. Anh em lão Caro này. Giống như mụ âm um rít hả? Có. So với họ thì mụ âm um rít coi bộ còn ngoan hiền đó. Tất cả những giáo sư khác đều phải chuyển tụi này đến tay anh em Caro nếu như tụi này làm điều gì sai trái. Nhưng mà nếu tránh được là mấy thầy cô tránh luôn. Không làm như vậy. Cậu biết đó. Mấy thầy cô cũng ghét tụi họ ngang như tụi này ghét. Amicus, cái lão cà chớn đó, lão dạy cái trước đây gọi là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chỉ có điều bây giờ môn đó chỉ toàn nghệ thuật hắc ám thôi à. Tụi này phải thực tập ếm lời nguyền cực hình lên những đứa bị cấm túc đó. Cái gì? Tiếng kêu cùng lúc của Harry, Ron và Hermione vang vọng khắp hành lang. Ừ, Neville nói. Tại như vậy mà mình bị như vậy nè chỉ vào một vết cắt đặc biệt sâu trên mình không chịu làm cái việc đó nhưng có một số đứa khoái làm như vậy grab và gôi khoái lắm mình chắc hai đứa nó đứng đầu lớp môn này lần đầu tiên trong mọi môn học luôn mụ Aletto, em gái của lão amicus dạy môn mất gô học đây là môn bắt buộc đối với mọi học sinh tất cả tụi nó đều phải lắng nghe mụ giải thích mất gô giống như thú vật như thế nào ngu ngốc và bẩn thỉu ra sao rồi mất cô đã vì ghét bỏ mà dồn với phù thủy vào cảnh mai danh ẩn tích Và trật tự thiên nhiên đang được tái lập như thế nào Mình bị cái này Chỉ vào một vết cắt khác trên mặt Dì đã hỏi mụ Vậy chứ mụ và anh mụ có bao nhiêu phần máu mất cô Mẹ ơi Devin Ron nói Mở miệng nhanh nhậu cũng phải có lúc có nơi chứ Bộ không nghe mụ ta nói đâu Nevin nói, chứ nghe thì bồ cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu. Vấn đề là khi có người chống lại bọn chúng thì cũng có ích đó. Bởi vì việc đó giúp mọi người hy vọng. Trước đây mình thường để ý thấy vậy khi bồ phản kháng đó Harry. Nhưng mà chúng ta đã dùng bồ như một cục đá mài dao. Ron nói, hơi nhăn mặt khi tụi nó đi qua một ngọn đèn và những vết thương của Nevin càng được rọi nổi lên những vết cắt chậm. Nevin nhúng vai. Nhầm nhỏ gì? Chúng không muốn làm đổ nhiều máu thuần chủng, cho nên chúng hành hạ tụi này một chút, nếu tụi này mờ mép. Nhưng chúng sẽ không giết tụi này thiệt. Harry không biết điều nào tệ hơn. Những điều Nevin đang nói, hay cái giọng sự thật là vậy đó mà, mà Nevin dùng khi nói những điều đó. Những đứa duy nhất bị nguy hiểm thiệt sự là những đứa có bạn bè bà con ở bên ngoài đang gây rối. Tụi nó bị giữ làm con tin luôn, Bác Sinophilus lớp hơi bị thẳng thắn khi phát ngôn trên tờ kẻ lý sự. Vậy là chúng lôi Luna ra khỏi xe lửa trên đường về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Nevin à, cô bé an toàn rồi. Tụi này vừa gặp cô bé. Ừ, mình biết cô bé đã tìm cách gửi thư cho mình rồi. Nó lấy trong túi ra một đồng xu vàng và Harry nhận ra đó là một trong những đồng Galeon giả mà đoàn quân Dumbledore vẫn thường dùng để thông tin cho nhau những cái này hả tuyệt vời luôn nevin nói tôi cười với hermione anh em lão caro không bao giờ khám phá ra cách tụi này liên lạc với nhau cho nên họ tức điên lên tụi này trước đây hay lẻn ra vào ban đêm và vẽ khẩu hiệu lên tường đoàn quân dumbledore vẫn kêu quân tại khái vậy lão snap ghét lắm trước đây à harry nói nó chú ý đến thị quá khứ ừ Càng về sau này càng khó khăn hơn Nevin nói Tụi này mất Luna hồi lễ Giáng sinh Và Ginny không trở lại trường sau lễ phục sinh Mà ba đứa tụi này thuộc loại cầm đầu luôn Anh em lão Caro có vẻ biết mình giật dây trong nhiều vụ đó Nên họ bắt đầu đi mình xói tráng luôn Tới khi Michael Connor lẻn ra và bị bắt quả tang Đang giải thoát cho một đứa năm thứ nhất Thì tụi họ liền xiên nó lại Rồi hả họ tra tấn nó khủng khiếp Điều đó làm cho mọi người đâm ra sợ trời ơi đâu có giỡn được đâu ron lầm bầm trong lúc hành lang bắt đầu lên dốc ừ thì mình đâu thể kêu gọi người ta đi theo chiếc xe của michael vì vậy tụi này thôi làm những loại chuyện nguy hiểm đó nhưng mà tụi này vẫn tiếp tục chiến đấu làm những chuyện bí mật cho tới cách đây hai tuần lễ đó là lúc tụi họ quyết định chỉ còn một cách để ngăn chặn mình đoán như vậy đó là tấn công nội Hỏi cái gì Harry, Ron và Hermione cùng kêu lên một được. Ừ Neville nói Lúc này nó thở gấp một tí Bởi vì hành lang đang lên dốc khá cao Thì Mấy bồ có thể hiểu cách suy nghĩ của tụi họ Bắt cóc trẻ con Để ép thân nhân Phải cư xử theo chúng Mình đã nghĩ là sớm muộn gì Rồi bọn chúng cũng làm chuyện đó kiểu ngược lại Vấn đề là... Nevin nhìn vào mặt tụi nó. Và Harry ngạc nhiên thấy Nevin nhe răng cười. Chúng còn ê càng hơn nữa mới hồng nhái được bà nội. Phù thủy già nhỏ xíu sống một mình. Có lẽ chúng nghĩ chúng không cần sai người nào đặc biệt giỏi giang. <laughs> Mà dù gì đi nữa. Nevin cười. Thì Doris vẫn đang phải nằm ở bệnh viện Thánh Mungo. Còn bà nội thì đang bôn tẩu. Bà có gửi cho mình một lá thư. Nó vỗ một bàn tay lên túi áo trên ngực. Giết là bà rất tự hào về mình, rằng mình là con trai của ba má mình, và bảo mình cứ tiếp tục. Sướng nha! Ron nói. Ừ! Nevin vui vẻ nói. Chỉ có điều, một khi họ nhận ra là họ chẳng thể nào nắm đầu mình được, họ sẽ quyết định là trường Hogwarts mà không có mình cũng chẳng sao. Mình không biết là họ định giết quách mình hay là tống mình vô ngục Azkaban. Nhưng đằng nào thì mình cũng biết là đã tới lúc biến đi. Ủa nhưng mà... Ron nói. Nó có vẻ quan mang hết sức. Ủa chẳng phải... Chẳng phải tụi mình đang đi thẳng về trường Hogwarts sao? Dĩ nhiên. Nevin nói. Bộ sẽ thấy. Tụi mình tới rồi đó. Tụi nó quẹo ở một khúc quanh. Và ở ngay phía trước tụi nó là đoạn cuối hành lang. Một cầu thang ngắn khác dẫn tới một cánh cửa. Giống như cánh cửa giấu đằng sau bức chân dung Ariana. Nevin đẩy cửa mở ra và trèo qua cửa. Khi Harry làm theo, nó nghe tiếng Nevin nói to với những người không thấy mặt mũi đâu hết. Coi ai đây nè, chẳng phải mình đã nói với mấy bồ rồi sao? Harry vừa chui ra căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng gào và thét cùng vang lên. Harry! Đúng là Potter rồi, chính là Potter! Rốt! Thầm ai đi! Nó có ấn tượng rối rắm về những thứ lòng thòng đầy màu sắc đèn đóm và nhiều gương mặt. Ngay sau đó, nó, Ron và Hermione bị tràn ngập, bị ôm xiếp bị đấm vào lưng, dò tóc, bắt tay, bởi đâu khoảng hơn 20 người. Tám người này có thể vừa mới thắng một trận chung kết quyết đích. Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi. Nevin kêu gọi, và khi đám đông giãn ra, Harry mới có thể nhận định tình hình chung quanh tụi nó. Nó không nhận ra căn phòng, đó là một căn phòng rộng lớn bên mông và hơi giống bên trong của một cái chòi cực kỳ hoành tráng. Hay có lẽ là một khoang tàu khổng lồ. Giỏng đủ màu thòng xuống từ trần nhà và lan can, chạy cong theo bức tường ốp gỗ không cửa sổ. Trên tường treo kín những màn trướng bằng thảm thêu rực rỡ. Harry thấy con sư tử vàng nhà Gryffindor nổi bật trên nền đỏ thắm. Con lửng đen của nhà Hufflepuff đặt trên nền màu vàng và con đại bàng màu đồng đỏ của nhà Ravenclaw trên nền xanh lơ. Chỉ có màu bạc bạc và xanh lục của nhà Slytherin là vắng mặt. Có những kệ sách nhô ra, vài cái chuỗi bay dựng giữa tường và một cái đài có vỏ bằng gỗ to đùng nằm ở một góc phòng. Tụi mình ở đâu vậy? Phòng cần thiết chứ đâu? Nevin nói. Nó vừa quá mức cần thiết luôn ha anh em lão caro lúc đó đang đuổi theo mình thì mình biết là mình chỉ có một cơ hội duy nhất để trốn mình tìm cách qua được cánh cửa và mình tìm thấy cái này thực ra nó không giống y như vậy khi mình mới chạy vô nó nhỏ hơn nhiều lắm chỉ có mỗi một cái võng và một tấm trướng của nhà Riffindor. nhưng khi có càng đông thành viên dqj đến thì nó cứ nông rộng ra vậy đó vậy bọn caro không thể vô được sao harry ngoái nhìn về phía cửa hỏi không! Seamus Finnegan nói. Mãi đến khi Seamus nói, Harry mới nhận ra nó. Gương mặt Seamus bầm dập và sưng phụ. Đây là chỗ trốn đúng nghĩa luôn đó. Miễn là có một người trong đám tụi mình ở trong này thì họ không thể tóm được tụi mình. Cửa sẽ không mở ra. Nhờ nơi đó. Nó đúng là hiểu được căn phòng này. Bộ phải yêu cầu thật chính xác cái mà bộ cần. Như là tôi không muốn bất cứ đứa nào theo phe caro có thể vô được đây. Vậy đó, và căn phòng sẽ làm đúng như ý mình. Chỉ cần nhớ chắc là đóng kín các lỗ ra vào. Nevin là người làm chuyện đó. À, thực ra cũng dễ làm thôi. Nevin khiêm tốn nói. Khi mình ở trong này được chừng một ngày rưỡi và đói meo đói mốc, chỉ ước ao kiếm ra cái gì đó để ăn, thì lúc đó cái hành lang dẫn ra quán đầu heo mở ra. Mình đi hết hành lang thì gặp cụ Aberforth. Lâu nay cụ vẫn cung cấp thực phẩm cho tụi mình. Bởi vì không biết làm sao mà đồ ăn thức uống là thứ mà căn phòng này không đáp ứng được. Ừ đúng rồi, thực phẩm là một trong năm ngoại lệ trong luật gam về thuật biến hóa căn bản mà. Ron nói, khiến mọi người kinh ngạc. Như vậy là tụi này đã trốn ở đây gần hai tuần lễ luôn. Simus nói, và căn phòng này cứ tăng thêm số giọng mỗi khi tụi này cần thêm chỗ. Nó thậm chí còn mọc lên một cái buồng tắm khá tốt khi mấy bạn gái bắt đầu đến tá túc. Và cho là con gái thì khoái tắm rửa đi Đúng vậy đó Lavender Brown bổ sung Cho tới lúc này Harry mới để ý thấy cô nàng Bây giờ có dịp nhìn kỹ chung quanh Harry nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc Cả hai chị em sinh đôi nhà Batin cũng có mặt Cũng như Terry Booth Ernie Macmillan Anthony Goldstein Và Michael Cotner Nhưng mà Hãy kể cho tụi này về chuyện mấy bộ làm đi Ernie nói Gần đây có quá nhiều chuyện đồn đại tụi này cố theo dõi tin tức về bộ trên đời bóp tôi cảnh giác đó. Chỉ vô cái đài. bộ đâu có đột nhập riêng gót thiệt đúng không? Thiệt chứ! Nevin nói. Dạ con rồng cũng có thiệt luôn. Tiên vỗ tay lẻ tẻ vang lên kèm theo vài tiếng reo hòa. Ron làm điệu bộ, cúi mình cảm tạ. Trời ơi, mấy bộ đang làm gì vậy? Seamus háo hức hỏi. Cụ ba chưa kịp kiếm ra được cách lãng tránh câu hỏi đó, thì Harry bỗng cảm nhận một cơn đau kinh hoàng như thiêu đốt trong cái thẹo hình tia chớp. Nó dội dàng quay lưng lại những gương mặt hướng hở và tò mò. Cũng là lúc căn phòng cần thiết biến. Và nó đang đứng bên trong một căn chòi đá điêu tàn, với cái sàn gỗ mục nát đã bị dỡ ra phía dưới chân nó. Một cái hộp bằng vàng được đào lên nằm bên cạnh cái lỗ. Cái hộp mở nắp và bên trong trống rỗng. Tiếng thét giận dữ của Voldemort chấn động bên trong đầu nó. Bằng một sự cố gắng ghê gớm, nó lại tự dứt mình ra khỏi đầu óc của Voldemort, trở lại nơi nó đang đứng, tảo đảo trong căn phòng cần thiết, mồ hôi tuôn ướt mặt và Ron đang đỡ lấy nó. Bộ có sao không Harry? Nevin nói. Ngồi xuống đi. Mình chắc là bộ mệt quá. Có phải là... Không. Harry nói nó nhìn Ron và Hermione, đi, cố gắng cho hai đứa nó biết mà không dùng đến lời rằng Voldemort đã khám phá ra việc mất một trường sinh linh giá. Thời gian đang rút ngắn rất nhanh. Nếu Voldemort quyết định thăm trường Hogwarts tiếp theo, tụi nó sẽ lỡ mất cơ hội. Tụi mình phải tiếp tục thôi, nó nói và giải mặt hai đứa kia cho nó biết là tụi nó hiểu. Vậy tụi mình sẽ làm gì Harry? James hỏi. Kế hoạch ra sao? Kế hoạch à? Harry lặp lại. Nó đang vận dụng tất cả sức mạnh ý chí để tự ngăn nó không bị xa vào cơn thịnh nộ của Voldemort. Cái thẹo của nó vẫn cháy bỏng. Ừ, có vài việc tụi này Ron Hermione và mình cần phải làm. Và rồi tụi này sẽ ra khỏi nơi đây. Lần này không ai cười hay hò reo nữa. Neville viên có vẻ bối rối. Ờ... Ý, ý bồ nói sao? Ra khỏi nơi đây hả? Tụi này không trở về trường để trốn. Harry vừa nói vừa chà cái thẹo của nó, cố gắng làm dịu cơn đau. Có việc quan trọng tụi này cần làm. Việc gì đó? Mình... mình không thể nói với bồ. Tiếng nói vang lên nhau nhau. Nevin nhíu mày lại. Tại sao không thể nói cho tụi này biết? Việc đó có liên quan đến chuyện đánh lại kẻ mai cũng biết lại đó đúng không? Ừ thì... Thì tụi này sẽ giúp bồ Những thành viên khác của đoàn quân Dumbledore đều gật đầu. Một số ham hở, những đứa khác nghiêm trang. Vài đứa đứng lên để bày tỏ thiện chí sẵn sàng hành động ngay lập tức. Mấy bồ không hiểu. Harry dường như đã nói câu này rất nhiều lần trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Tụi này Tụi này không thể nói với mấy bộ Tụi này phải làm chuyện đó Một mình Tại sao Nevin hỏi Bởi vì Trong cơn khẩn thiết muốn bắt tay vào tìm ngay cái trường sinh linh giá Còn chưa rõ tung tích Hãy ít ra là cần được bàn bạc riêng với Ron và Hermione Xem tụi nó phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu Harry không làm sao tập trung được suy nghĩ Thẹo của nó vẫn nhức nhúi Thầy Dumbledore Giao lại cho tụi này một nhiệm vụ nó dè dặt nói. Và tụi này không được nói ra. Ý mình là thầy muốn tụi này làm việc đó. Chỉ ba đứa tụi này thôi. Tụi mình là đoàn quân của thầy. Nevin nói. Đoàn quân đúng bơ đo. Tụi mình đều sát cánh trong đoàn quân mà. Tụi này đã duy trì hoạt động của đoàn quân trong khi ba đứa bồ tách ra đi. Trời ơi không hẳn là đi chơi giả ngoại đâu bồ ơi. Ron nói. Mình đâu có nói như vậy đâu. Nhưng mình không hiểu Tại sao mấy bồ không tin tưởng tụi này Mọi người trong căn phòng này Đều đã từng chiến đấu Và đã bị dồn vào đây vì bọn caro săn đuổi rồi Mọi người ở đây đều đã chứng tỏ Lòng trung thành với thầy Dumbledore Lòng trung thành với bồ nữa Chuyện là như vậy Harry bắt đầu giải thích Mà không biết nó sắp nói gì Nhưng không hề gì Cửa đường hầm vừa mở ra sau lưng nó. David! tụi này đã nhận được tin nhắn của bồ chào ba bạn mình đã đoán mấy bồ ắt phải ở đây mà đó là luna và dean simus hét lên mừng rỡ và chạy ào tới ôm chầm thằng bạn thân nhất của nó chào mọi người luna vui vẻ ai à, được trở về thiệt là vui sướng luna harry hỏi với vẻ hoảng loạn em làm gì ở đây làm sao em mình vừa nhắn gọi bạn ấy đó Nevin vừa nói vừa giơ đồng xu galeon giả lên thì mình đã hứa với bạn ấy và Ginny là khi nào bồ đến thì mình sẽ cho họ biết tụi này đều tin là nếu bồ trở về trường thì có nghĩa là cách mạng nghĩa là tụi mình sắp lật đổ lão Snape và anh em lão carol dĩ nhiên điều đó có nghĩa là như vậy luna rạng rỡ nói đúng không harry tụi mình sắp sửa đánh đuổi chúng ra khỏi trường Hogwarts quá ha Nghe đây! Harry nói bằng giọng càng khủng hoảng hơn. Mình xin lỗi! Nhưng đó không phải là mục đích tụi mình trở về đây. Có việc tụi này phải làm. Và rồi... Ủa, bột sẽ bỏ lại tụi này trong cảnh te tôi vậy sao? Michael Connor gặn hỏi. Không có! Ron nói. Việc mà tụi này đang làm cuối cùng có lợi cho tất cả mọi người thôi. Chẳng qua cũng là chuyện... việc trừ kẻ mai cũng biết lại đó, Vậy thì hãy để tụi này hỗ trợ đi. Neville tức tối nói. Tụi này muốn tham gia. Có một tiếng động khác vang lên sau lưng tụi nó. Và Harry quay lại. Trái tim nó muốn rụng luôn. Ginny đang trèo qua cái lỗ ở trên tường. Theo sát của bé là Fred, George và Lee Jordan. Ginny mỉm cười rạng rỡ với Harry. Có thể nó đã quên hay nó chưa bao giờ nhận thức đầy đủ rằng cô bé đẹp như thế nào nhưng nó chưa bao giờ kém phần sung sướng khi gặp cô bé. Cụ Aberforth đang bực mình một tí. Fred <laughs> vừa nói vừa giơ một bàn tay lên để đáp lại những tiếng họ reo chào hỏi. Cụ muốn mở nhà trọ, nhưng mà cái quán cụ lại biến thành cái nhà ga. <laughs> Miệng Harry hú hốc. Ngay đằng sau Lee Jordan là cô bồ cũ của Harry. Cho chan. Cô nàng mỉm cười với nó mình nhận được tin nhắn cô nàng nói giơ lên đồng ga lê ông giả và đi tới ngồi bên cạnh michael corner vậy kế hoạch ra sao harry josh hỏi ờ không có kế hoạch nào hết harry nói vẫn còn quan mang vì sự xuất hiện của tất cả những người này nó không thể tiếp thu hết mọi thứ trong khi cái thẹo của nó vẫn còn cháy bỏng dữ dội tụi mình cứ làm tới đâu là hay tới đó đi ha đúng là kiểu anh khoái nhất luôn á. Brad nói. Bộ phải dẹp cái vụ này đi. Harry bảo Nevin. Bộ kêu tất cả họ về đây để làm gì? Chuyện này điên quá. Ê, tụi mình sắp chiến đấu mà đúng không? Dean nói. Giờ đồng gà ông của nó lên. Tin nhắn là Harry đã trở lại và chúng ta sắp chiến đấu. Nhưng mà mình sẽ phải kiếm một cây đũa phép. Ủa, bộ không có đũa phép hả? vừa bắt đầu nói. Đột nhiên, Ron quay qua Harry. Tại sao mấy người đó lại không giúp được chứ? Cái gì? Mấy người đó có thể giúp mà. Ron hạ giọng và nói nhỏ để những đứa khác không nghe được. Ngoại trừ Hermione đứng sát bên. Tụi mình không biết cái đó ở đâu. Tụi mình phải kiếm ra cái đó thiệt nhanh. Tụi mình đâu cần phải nói với họ đó là trường sư linh giá đâu. Harry nhìn Ron rồi đến hôm Ioni, cô bé thì thầm mình nghĩ là ron nói đúng tụi mình thậm chí không biết cái mà tụi mình đang tìm kiếm được là cái gì mà tụi mình cần các bạn ấy và khi thấy harry có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm bồ không cần phải làm mọi việc một mình đâu harry harry suy nghĩ thiệt nhanh cái thẹo của nó vẫn đang nhức nhối cái đầu của nó có nguy cơ lại bị bửa ra Cụ Dumbledore đã khuyên nó đừng nói với ai hết về những trường sư linh giá, ngoại trừ Ron và Hermione. Bí mật và dấu ý tra đó là cách anh em tao lớn lên. Và anh Albus, Ông có cái bản chất đó. Chẳng lẽ nó đang biến thành cụ Dumbledore? Nắm chặt bí mật giấu trong ngực, không dám tin cậy. Nhưng cụ Dumbledore đã tin Snap, và điều đó đã dẫn tới hậu quả gì? ám sát trên đỉnh ngọn tháp cao nhất. Thôi được. Khẽ nói với hai đứa kia. Được. Nó nói lớn với mọi người trong phòng và tất cả tiếng ồn ngưng ngay. Brad và George nãy giờ tào lao chuyện tiêu lâm mua vui cho mấy đứa kia. Cũng nín thinh và tất cả đều có vẻ cảnh giác, hồi hộp. Tụi mình cần tìm một cái. Harry nói. Một cái một cái giúp tụi mình lật đổ kẻ mà ai cũng biết là ai đó cái đó ở trong trường Hogwarts nhưng tụi này không biết nó ở đâu cái đó có thể là đồ vật của sư mẫu Ravenclaw có ai đã từng nghe nói tới một đồ vật gì giống như vậy không có ai tình cờ gặp cái gì đó có biểu tượng con đại bàng của Ravenclaw chẳng hạn nó hy vọng nhìn về phía nhóm nhỏ những học sinh nhà Ravenclaw nhìn ma Michael Terry và cho nhưng chính Luna là người trả lời Cô bé đang ngồi trên tay ghế của Ginny À, có một cái dòng nguyệt quế đã mất của bà đó Em nói với anh rồi mà anh nhớ không, Neri? Cái dòng nguyệt quế đã mất của Ravenclaw đó Ba em đã cố gắng làm một cái giống y cái đó luôn Ừ, nhưng cái dòng nguyệt quế đó đã mất đó Michael Cottner đảo tròn con mắt Đã bị mất rồi, Luna Cái đó mới là điều quan trọng nó bị mất hồi nào? Harry hỏi. Nghe nói cả thế kỷ đó. John nói. Và trái tim Harry thoát lại. Giáo sư Flitwick nói là cái dòng nguyệt quế đã biến mất cùng với chính sư mẫu Ravenclaw. Người ta đã tìm kiếm, nhưng... Cô nàng hỏi các bạn cùng nhà Ravenclaw. Chưa ai tìm ra dấu vết của cái đó, đúng không nhỉ? Tất cả đều lắc đầu. Xin lỗi nha, nhưng mà dòng nguyệt quế là gì? Ron hỏi. À, nó đại khái như cái mũ của vua đội vậy đó. Taribut nói. Cái dòng nguyệt quế của sư mẫu Ravenclaw được coi là có đặc tính pháp thuật, tăng cường trí tuệ của người đội. Đúng đó, mấy cái dòi nổ dẹp của ba em. Nhưng Harry ngắt lời Luna. Và không ai trong các bạn từng thấy cái gì giống cái đó sao? Tất cả lại lắc đầu một lần nữa. Harry nhìn Ron và Hermione, và thấy trên mặt hai đứa này phản chiếu nỗi thất vọng của chính nó. Một đồ vật đã bị mất từ rất lâu và dường như chẳng có dấu vết gì, không có vẻ đáng được coi là cái trường sinh linh giá cất dấu trong lâu đài. Tuy nhiên nó chưa kịp đặt ra một câu hỏi mới thì cho lại nói. Harry nếu bồ muốn xem cái dòng nguyệt quế đó trông như thế nào, mình có thể đưa bồ lên phòng sinh hoạt chung của tụi này để chỉ cho bồ coi. Bức tượng sư tổ Ravenclaw có đội dòng nguyệt quế thẹo của Harry lại nhói đau. Trong chốc lát, căn phòng cần thiết dập dện trước mặt nó. Và nó thấy trái đất tối đen đang lao đi bên dưới và cảm thấy con rắn cuộn quanh dài. Voldemort lại đang bay tới cái hộ dưới lòng đất hay là về đi. Tòa lâu đài, Harry không biết. Nhưng bay về hướng nào thì thời gian còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh đang di chuyển. Nó nói khẽ với Ron và Hermione. Nó liếc qua cho, rồi nhìn lại hai đứa bạn. Nghe nè, mình biết là không có nhiều triển vọng, nhưng mình sẽ đi nhìn bức tượng một cái, ít nhất là để biết cái dòng nguyệt quế trông như thế nào. Giờ mình ở đây về giữ an toàn nha. Cái kia, ai bù biết rồi đó. Cho đã đứng lên, nhưng Ginny nói giọng hơi gay gắt. Không, Luna sẽ đưa Harry đi. Được không Luna? Ồ, được chứ, mình sẵn sàng. Luna vui vẻ nói, trong lúc Cho lại ngồi xuống và mặt thất vọng. Làm sao tụi này đi ra được đây? Harry hỏi Nevin. Ở đây! Nó dẫn Harry và Luna đi tới một cái góc. Ở đó có một cái tủ chán nhỏ mở ra một cầu thang dốc. Mỗi ngày cầu thang dẫn tới một chỗ khác nhau, để tụi họ không thể nào tìm thấy. Nevin nói. Rắc rối duy nhất là tụi mình chẳng bao giờ biết chính xác tụi mình sẽ đi tới đâu, mỗi khi tụi mình đi ra khỏi phòng. Cẩn thận nghe, Harry luôn luôn có tuần tra trong hành lang vào ban đêm đó không sao harry nói lát nữa gặp lại harry và luna vội vã đi lên cầu thang cái cầu thang này dài được chiếu sáng bằng ánh đuốc và quanh quẹo ở những cua bất ngờ cuối cùng tụi nó tới một cái có vẻ là một bức tường rắn chắc chui xuống đây harry vừa nói với luna vừa rút tấm áo khoác tàng hình ra và quăng tấm áo trùm lên cả hai đứa nó đẩy nhẹ vào bức tường bức tường tan đi khi bị nó chạm vào và hai đứa lách ra ngoài harry liếc nhìn lại và thấy bức tường tự liền lại ngay tức thì hai đứa nó đang đứng trong hành lang tối thui harry kéo luna lùi vào bóng túi, lục tìm trong cái túi bùa đeo quanh cổ của nó lấy ra tấm bản đồ đạo tặc đưa tấm bản đồ lên sát mũi nó dò tìm và cuối cùng xác định được vị trí hai cái chấm của luna và nó Hồi mình đang ở trên tầng năm nó vừa thì thầm vừa theo dõi thầy Finn đang đi ra khỏi chỗ tụi nó. Cách một hành lang ở đằng trước. Đi lối này. Tụi nó lẻn đi. Trước đây Harry đã từng đi leo bêu trong lâu đài vào ban đêm nhiều lần. Nhưng chưa lần nào tim nó nện nhanh như vậy. Chưa bao giờ nó trông mong an toàn đi qua chỗ này đến như vậy. Lướt qua những ô ánh trăng soi vuông vức trên sàn. Ngang qua mấy bộ áo giáp mà tiếng bước chân khẽ khàng của tụi nó. Khiến cho những cái nón sắt rít lên quẹo qua những góc hành lang mà đố ai biết cái gì rình rập ở bên kia. Harry và Luna vừa bước đi vừa xem tấm bản đồ đạo tặc mỗi khi có đủ ánh sáng. Hai lần ngừng lại cho một con ma đi qua để không khiến con ma chú ý đến tụi nó. Nó chuẩn bị tinh thần gặp phải trở ngại bất cứ lúc nào. Nỗi ngán sợ nhất của nó là gặp phải PV. Nó đã giỏng tay theo từng bước chân để lắng nghe dấu hiệu đầu tiên mách bảo con ma quậy đó đến gần. Lối này nè, Harry. Luna thì thào, giật tay áo nó và kéo nó đi về phía một cầu thang xoắn. Tụi nó trèo lên theo một dòng xoắn ngạc đến chóng mặt. Trước đây Harry chưa từng đến chỗ này. Cuối cùng tụi nó đến một cánh cửa. Chẳng có nắm cửa mà cũng chẳng có lỗ khóa. Chẳng có gì cả ngoài bề mặt bèn bẹt của gỗ cũ củ xì như một cái đồ để gõ cửa có hình một con đại bàng. Luna dói lên một bàn tay xanh sao đang trôi lơ lửng giữa không trung hết sức kinh dị không liền với cánh tay hay thân thể nào hết. Cô bé gõ một lần, và trong im ắng tiếng gõ vang lên, nghe như tiếng nổ của đại bác. Ngay lập tức con đại bàng mở miệng, nhưng thay vì phát ra tiếng kêu của chim, lại vang lên một giọng du dương êm dịu. Có cái nào có trước? Phượng hoàng hay lửa? À, anh nghĩ câu hỏi này sao? Anh Harry? Luna nói, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Cái gì? Em muốn có mật khẩu hả? Ờ không, tụi mình phải trả lời một câu hỏi thôi mà. Luna nói. Nếu trả lời sai thì sao? Ừ, thì anh phải đợi người nào đó trả lời đúng. Luna nói. Bằng cách đó mình mở mang kiến thức, anh hiểu không? Ừ, nhưng mà rắc rối là tụi mình thật sự không có thì giờ để chờ ai hết. Luna, không, em hiểu ý anh mà. Luna nghiêm trang nói. À, được rồi. Em nghĩ ra câu trả lời là một dòng luân hồi, không có sự bắt đầu. Lý luận tốt. Giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra. Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn, rộng rãi, thoáng đẳng hơn bất cứ phòng nào Harry từng thấy ở trường Hogwarts. Cửa sổ có khung tòa dò, điểm xuyết các bức tượng được treo những dải lụa màu đồng và xanh lơ. Ban ngày, học sinh nhà Ravenclaw sẽ được ngắm cảnh trí ngoạn mục của dãy núi bao quanh. Trần phòng hình giòm và được vẽ những gì sao phản chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm của bầu trời lúc nửa đêm. Trong phòng có bàn ghế và kệ sách, và trong một hốc tường đối diện cánh cửa là một bức tượng cao bằng cẩm thạch trắng. Harry nhận ra sư mẫu Rowena Ravenclaw nhờ bức tượng bán thân mà nó đã được xem ở nhà Luna. Bức tượng đứng bên cạnh một cánh cửa mà Harry đoán là dẫn lên những phòng ngủ ở tầng trên. Nó sải bước đi thẳng tới người đàn bà bằng cẩm thạch và bà ta có vẻ nhìn lại nó với nụ cười cửa miệng trêu cợt trên gương mặt xinh đẹp nhưng hơi dễ sợ. Trên đầu bức tượng có một cái vòng tinh xảo được sao chép lại trên cẩm thạch. Cái đó không khác gì cái miệng ngọc mà chị Fleur đã đổ vào ngày cưới. Trên dành miệng có khắc những chữ nhỏ xíu. Harry bước ra khỏi tấm áo khoác tàng hình và trèo lên bể bức tượng Ravenclaw để đọc những chữ đó. Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người. <laughs> cái đó chỉ tổ khiến cho mày thành kiệt xác đần độn một giọng cười khành khạch vang lên harry quay ngoắt người lại tuột khỏi cái bệ tượng đứng xuống đất cái dáng lệch vai của mụ alberto Caro đang đứng trước mặt nó và ngay khi harry giơ cái đũa phép của nó lên mụ đã ấn ngón tay trọn mướp miếp lên cái dấu có hình đầu lâu và con rắn trên cánh tay của mụ